Bất động sản Quang Minh xin kính chào quý khách hàng, các anh chị em nhà đầu tư. Tự hào là thương hiệu uy tín, Bất động sản Quang Minh cam kết mang đến cho khách hàng thông tin chính xác nhất, rõ ràng và minh bạch nhất. Mời chi tiết liên hệ hotline 0937 234 579 để được phục vụ. Quang Minh rất vui khi gặp lại cả nhà mình trong video trước tiếp theo này ha. Hiện tại Quang Minh đang đi trên đường Trung Lập nha các anh chị. Đường Trung Lập thuộc xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực này là ngay trung tâm xã Trung Lập Thượng luôn nha cả nhà. Ở đây gồm có ủy ban, chợ, trường học, đồ tiện ích khá là nhiều ha. Cái đường Trung Lập này, nếu mà cả nhà mình đi hết cái đường Trung Lập này là gặp cái đường tỉnh lộ 6 nha các anh chị. Gặp đường tỉnh lộ 6, mình rẽ bên tay phải là chạy ra tỉnh lộ 15. Đường Trung Lập đây, hai bên nó có lề đường cũng khá là đẹp, khá là bài bản nha các anh chị. Một trong những con đường đẹp á. Thì Quang Minh mục đích làm cái video này là muốn giới thiệu đến cả nhà mình, tất cả các quý khách hàng, các anh chị em nhà đầu tư, một lô đất nó nằm trên mặt tiền đường Trung Lập này nha các anh chị. Lô đất có diện tích khá là lý tưởng, chiều ngang nó hơn 44m, chiều dài 50m nha các anh chị. Tổng diện tích lô đất này là 2.289m, đã chuyển thổ cư là 1.728m. Bây giờ Quang Minh quay cái sổ cho cả nhà mình xem trước nha. Đây cái sổ đây cả nhà, thửa 320 tờ bản đồ số 5 ha, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Diện tích là 2.289m, đất ở tại nông thôn là 1.728m, còn lại là đất trồng cây hàng năm khác là 561m nha các anh chị. Đất ở tại nông thôn ha. Chức năng là cái lô đất này là khu dân cư kết hợp sản xuất nha. Có gì tí nữa Quang Minh test quy hoạch cho cả nhà mình xem luôn. Còn đây là cái bản vẽ hiện trạng nè. Chính xác của nó là chiều ngang ở phía trước là 44.69m, hơn 44,5m, dài là một cạnh là 49m mấy, một cạnh là 54m mấy nha các anh chị. Lô này là gần như full thổ cư rồi. Bây giờ Quang Minh test cho quy hoạch cho cả nhà mình xem luôn nha. Đất nhóm nhà ở kết hợp sản xuất nha. Đây là đường Trung Lập này. Đường Trung Lập. Nè, đường Trung Lập nè. Nha. Ký hiệu là đất nhóm nhà ở kết hợp sản xuất. Ok nha anh chị, đây nè. Đó. Cho nên Quang Minh bắt vô ngay chỗ đây luôn cho anh cả nhà mình xem. Là chính xác nha. Không có sai nha các anh chị. Ok cả nhà nha. Cái hướng miếng đất này là hướng chánh đông luôn nha các anh chị. Hướng chánh đông ha. Hướng mặt trời mọc, chánh đông luôn. Ok nha cả nhà. Bây giờ Quang Minh tiếp tục quay cái vị trí lô đất cho các anh chị mình xem ha. Mình chạy gần tới lô đất nè. Lô đất mình nằm bên tay trái của Quang Minh nè. Bên tay trái đây các anh chị. Cái đoạn gần cái vị trí lô đất là nhà cũng hơi thưa, nhưng mà đi hết qua cái đoạn này là qua bên kia là nhà cũng đông y như cái đầu đường nha các anh chị. Quang Minh quay sơ lại cái con đường cho cả nhà mình xem lại lần nữa ha. Lô đất của mình là từ ngay cái hàng cọc này nha các anh chị, ngay cái hàng cọc này ha, từ ngay cái cọc này chạy xuống phía sau á
tới ngay cái bờ phía sau, ở phía sau đất mình là có cái kênh tiêu nhỏ nhỏ ha. Tới ngay cái bờ kênh này nè, có kênh tiêu nhỏ khoảng nửa mét thôi. Là dài nó cái cạnh bên đây là hơn 50 mét nha. Hơn 50 mét cạnh bên đây. Chiều ngang qua tới cái đầu bên đây là 44 mét rưỡi á. Và tới cái bờ bên kia là 44 mét rưỡi nha các anh chị. Lô đất này hiện trạng là nó thấp hơn đường khoảng tầm nửa mét. Mấy bên này trời mưa cho nên trong đất có nước này, đang là miếng ruộng. Đây, tới hàng cọc bên đây là 44,5 mét nè các anh chị. Đó. Lô đất này mình mua là mình sang lấp cũng không có nhiều nha, thấp hơn đường cũng không có bao nhiêu hết. Rồi Quang Minh xin báo cái giá cho cả nhà mình luôn ha. Giá miếng đất này là 12 tỷ 500 triệu còn thương lượng nha các anh chị. Trên tổng diện tích là 2.289 mét. Đất thổ cư là 1.728 mét. Giá là 12 tỷ 500 triệu đồng còn thương lượng. Các anh chị mình ai thích lô đất này thì cứ gọi cho Quang Minh thông qua số điện thoại quen thuộc là 0937 234579. Bất động sản Quang Minh nha các anh chị. Quang Minh xin kết thúc video đây nha. Cảm ơn cả nhà mình đã quan tâm theo dõi. Cả nhà mình nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh Bất động sản Quang Minh nha các anh chị. Đăng ký kênh và bật cái chuông thông báo để cập nhật những video mới từ kênh Bất động sản Quang Minh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.